này xong rồi. Nhân viên vệ sinh bàn số 5 và bàn số 11. Nhân viên vệ sinh bàn số 5 và bàn số 11. Trận thắng láng hay được nhỉ? Eddie Dũng ghi rồi. Anh ghi kết quả rồi. Báo hiếu ít rồi. Alo. Đánh luôn đấy. Lên đây tôi để cái đánh tầm 5. Vừa xong rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần bình luận của Thành Kiên về trận đấu giữa cầu thủ Nguyễn Thành Nam hạng chuyên nghiệp gặp cầu thủ bờm bé hạng B. Tỷ lệ bóng chấp là 8.2. Quân Trôi vừa thắng Huy Đen với tỷ số là 8-5. Anh Agri Trinh
Và Quân Trôi hiện giờ đang đánh độ với Kiên Xếu. Quang Tuấn ra bóng Thanh Nam chấp 8-3 chơi cái thẻ nào? Kìa. Anh Akiri Trinh có muốn nhận cái thẻ từ Quang Tuấn thì nhận lời. Giải thì là 8-2. Nhân viên lên chơi cái bài, nhân viên lên chơi cái bài. Vâng, xin chào tất cả các anh em. Anh em đọc em cái số thay khoảng vậy. Một cái là 3 triệu. 3,5 triệu, một cái là 7 triệu. Là 10,5 triệu. Em kêu gọi em còn 7 triệu, chuyển anh 7 triệu thôi. Em gửi 3 triệu nữa sau nhé. Được. Được. Ok, không ok thì... Đây trong tài khoản em cũng 7 triệu. Anh nghe đi đâu? Anh nghe... Vâng. 10.000 triệu ngày công thức nói chung rồi. Đúng không? Dạ. Yeah. Lấy 15.000 thôi. Quánh ngân hàng gì? Gì cũng có. Em cũng chuyển từ ngân hàng gì sang? MB. Ngoại thương, Agribank, Vietcombank nhé. 049 100 176 4922. Nhân viên di chuyển lên trên đi em ơi. Cú chê trô thẳng vào lỗ. Rồi, quá chính xác. Cho anh hai cốc đá. Ủa anh không đá. Anh nhận rồi. Được rồi. Ok. Trong là em gửi xong. Ừ, ok. Hơi mạnh. Thành Nam hiện giờ đang sử dụng cái cây cơ TA3 ngọn KK. Dũng Thái Bình có một trận thắng trước cầu thủ Ngô Văn Hợi của Đà Nẵng. Rất là hay.
chính của Jay Chun là thế. Hiệp Black ra độ kèo nhận 8.3. Tỷ số hiện giờ đang là 1-2 cho Thành Nam. Xin chào Chu Hải Quân. Một cú phá không còn gì đẹp hơn. Việc còn lại chỉ là dọn bàn. À, Hoàng Du, anh Thành Nam đang ở nhánh thua em ạ. Xin chào Chu Hưng. Chu Hưng giải này ngon thế mà sao không thấy đăng ký em? À, xin chào bạn đẹp trai. À, Thiện Bắc Cạn ngày mai đánh trận đầu tiên vào lúc 9 giờ. Xin cảm ơn Đại Duy Lê rất nhiều. Ồ, quá tiếc. Thôi đợi chung kết thì đánh nhá Chu Hưng nhá. À, Chu Hưng ơi, bán kết thì anh gọi để mà đến nhá, nhớ nhá, đừng có ngủ quên nữa nhá. Một cú cân, cân điều 8 lỗ 10 rất hay. Vâng, Nguyễn Thành Nam cũng một chuyên gia lỗ 10. Hơi nhẹ. Mong chờ một trận đấu giữa Nguyễn Phúc Long và Bùi Quốc Khánh có vẻ như sắp không thể hiện thực khi mà cầu thủ Nguyễn Phúc Long đang bị đối thủ dẫn trước 6-3 và hiện giờ đang đánh lỗi rất nhiều, chắc là vừa mới ngủ dậy. Nhân viên vệ sinh bàn thi đấu số 3 và bàn thi đấu số 4. Trong quý tháng này
Đúng rồi, cổng to đùng ấy. Em đến chưa? Ủy ban nhân dân hướng dẫn em đến cái cửa 12 đây. Sơn tua Sơn. Mà treo cái băng tua to đùng ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Trần Đỉnh, Tô Phương đến chưa? John, my John telephone. This. Xin chào Phó Mạnh Tuấn, Hiếu Nghiên Mai Oánh với ai nhờ? Để em xem độ to. Tất nhiên rồi, độ trận này không to thì mới là lạ. Độ trận Hiếu Nghiên và Đại Con, vâng, rất là duyên. Hiện giờ Đại Con hiện ra đang cầm rất nhiều tiền của Hiếu Nghiên, và ngày mai Đại Con có nói là ngày Đại Con sẽ mang đi để mà đưa lại cho Hiếu Nghiên, không biết là Hiếu Nghiên có nhận không? Dũng ơi, không hút thuốc. Chắc khoảng 9 giờ xong. Hẹn đổ với ai? Đổ với ai? Đúng rồi, trận độ ngày mai là bốc thăm ngẫu nhiên, và Hiếu Hưng Yên và Đại Con thì và cực kỳ có duyên với nhau, không hẹn mà gặp. Xin chào Nguyễn Việt Cường. Nguyễn Việt Cường ngày mai có trận đánh với Kiên Xếu. Thiện Bắc Cạn ngày mai sẽ có trận đánh đầu tiên gặp một cầu thủ rất nổi tiếng ở dưới Cầu Giấy, cầu thủ Tô Hưng. Việt Dũng, Văn Huy. Văn Huynh, Việt Dũng. Lấy bàn, lấy tiền. Ngày mai không những lên xem mà mang cả tiền lên nhé Tuấn nhé. Mai Thanh Hóa gặp Nhãn Lồng, rất chuẩn luôn. Thế thì phải để lên đánh con. Văn Huynh đến lại là Việt Dung. Xong chưa? Không, bắt đầu cho biết bắt đầu loạt kia vào đi. Không gọi được nó. Việt Dung đến rồi. Cầu thủ Việt Dung đến chưa? Đến rồi. Đang lấy gậy rồi. Qua. Trên bàn thi đấu số 3, cầu thủ Văn Huynh và cầu thủ Việt Dũng. Anh bảo mày bảo Sơn xuống gặp anh, không bảo được nó. Mày bảo nó xuống chưa? Tỷ số hiện giờ đang là 2-2. Vâng, rất là xin lỗi mọi người. Tỷ số hiện giờ đang là 2-2. Sơn ơi! Xin chào Quy Lê. Tô Quốc Hưng đang xem ngày mai Tô Quốc Hưng có một trận rất là ngon ăn. Trận đầu tiên lúc 9 giờ sáng. Đến sớm nhá, lúc 9 giờ sáng gặp Lường Đức Thiện. Hạng B đây là dùng cơ icon rồi. Một con Icon 3-4 của Predator. Với ngọn Revo này thì cả cây này có giá là khoảng 35 triệu. Còn nếu như cái ngọn chuôi này mà đi với ngọn V thì có giá 29 triệu. Thank you.
Cầu thủ Tô Quốc Hưng hiện giờ đang là 1-1 đánh với John. Bàn thi đấu số 4, cầu thủ A Báo vào đường ạ. A Báo, Nguyễn Hữu Trôi. Hiện giờ Việt Đen và Việt Nguyễn đang đánh với nhau ở tỷ ở bàn bên số 2. Và tỷ số hiện như Việt Đen đang dẫn với tỷ số là 6-4. An Nhiệt ngày mai mới lên sàn. An Nhiệt ngày mai có trận đầu tiên là gặp Nguyễn Hoàng Minh Tài của Sài Gòn. Rồi, ngày mai toàn trận hot thôi. Đỗ Thế Kiên gặp Lê Nghệ An, Nguyễn Hoàng Phong gặp Xuân Nghệ An, Tuấn Lê gặp Lê Duy. Và tiếp tục nữa là Hoàng Sao gặp Nguyễn Bá Mạnh, Ngô Quang Trung gặp Nguyễn Văn Thanh, Minh Tài An Nhật. Và một trận hot nhất là Hiếu Hương Nhiên Đại Con. Một trận không kém phần hot đó là Đoàn Thị Ngọc Lệ gặp Lê Quang Trung. Kiên Xếu gặp Cường Con Ninh Bình cũng không kém phần hấp dẫn. Khánh Thái Nguyên gặp Đức Hoàng, Tuấn Con và Hoàng Anh, Lương Đức Thiện gặp Tô Hưng. Giàng A Páo thì còn 2 trận nữa thôi là vào đến 32. Giàng A Páo thì sắp có một trận đánh tiếp theo với Hiếu Hưng Yên. Tỷ số hiện giờ đang là 3-2 cho Nguyễn Thành Nam. Xong chưa? Nguyễn Việt vừa giành chiến thắng chưa? Văn Việt còn nhiều lắm, Văn Việt còn thắng 2 trận nữa là vào thôi. Văn Việt gặp Nguyễn Văn Dũng. Ok, Văn Nghiệp với Văn Dũng cho đánh mẹ luôn nhỉ? Văn Dũng là đúng không? Xong Tạ Quốc Tuấn nữa. Bây giờ đấy, chờ đi thì không phải để xem mà có lượt đã mà. Có vào. Trung ơi cho tiếp lên bên này chưa? A Báo, Hiếu Hippo. Kia rồi anh. Thế đấy. Hiển Nguyễn Quang Thiện, Hiển Nguyễn Quang Thiện. Tô Hưng, Tô Phương đi chưa? Tô Phương Trần Đỉnh chưa? Cho anh trước đi, Trần Đỉnh cho anh trước đi. Trận Quân Việt với cả ai? Ở bàn 3 rồi. Những trận nào đánh rồi em ghi dấu vào. Thế bên bên ngoài nhánh ngoài cùng còn trận nào chưa đánh chưa? Tô Phương Trần Đỉnh à? Ok. Phạm Quang Huy có hỏi về Phúc Long. Vâng, anh Phúc Long đang gặp một cầu thủ Phạm Đắc Minh. Và hiện giờ tỷ số Đắc Minh đang dẫn 7-4, đúng rồi, anh Phúc Long đang được 4 ván rồi, còn 4 ván nữa thôi. Đúng rồi, anh Thành Nam vừa có một trận thua đầu tiên trước cầu thủ Bình Chuẩn. Hiển Nguyễn là hiện dần đấy đúng không anh? Hiển Nguyễn là hiện dần đấy, cầu thủ Quang Thiện thi đấu trên bàn số 2. Vệ sinh cho anh bàn số 2 em đây. Wow, một cú chém siêu mỏng của Thành Nam. Phải nói là vãi trưởng. Cầu thủ Văn Việt có thi đấu luôn không ạ? Văn Việt có. Đánh luôn đi. Cầu thủ Văn Dũng, cầu thủ Văn Việt thiếu cho bạn Ngọc Huy. Vâng. Em chào anh. Bình Trương, chào anh Bình Trương. Vâng, thưa các bạn, anh Phúc Long đã để thua Đắc Minh với tỷ số 8-4.
và dừng chân tại vòng loại. Rất đáng tiếc. Thế bạn anh Phúc Long hôm nay cũng có vẻ là không thích ăn chín. Vâng, có 3 cơ hội ăn chín mà anh Phúc Long đều nhường hết. Em cả Hải Đăng mình luôn luôn. Dạ, đấy luôn. Vâng, tỷ số là 4-2 cho anh Nguyễn Thành Nam. 4-2. Về á? Gọi đi. Chưa, Dũng Thái Bình chưa? Dũng Thái Bình nó vừa đây mà. Đánh luôn không em? Ok. Dũng Thái Bình 5 phút nhá. Vâng, Việt chuẩn bị Dũng Thái Bình. Quá tinh. Văn Dũng đang đến rồi, 5 phút rồi đến. Văn Dũng, Văn Việt. Ok. Bên ngoài còn mỗi Tô Phương Trần Đỉnh nữa đúng không? Mỗi thế thôi đi. 6 giờ 15. Tỷ số trên bàn trận anh Tô Sơn và John thì là đang là 3-1 rồi. 3-0 nghiêng về John. Hiếu Ippo và Giàng A Páo thì đang là 1-0. Trần Minh Cấp. Bạn có hỏi về bảo quản cơ thế nào cho tốt. Thì bản thân cái cơ bạn dùng thông thường nó là bằng gỗ. Vậy nên là mỗi khi mà bạn chơi xong thì tốt nhất bạn nên lau thật sạch sẽ, sau đó thì để vào môi trường cũng không nóng quá, cũng không lạnh quá. Và cái chuyện bảo dưỡng cơ thì bạn nên kiếm một cái bao cơ có cái chất lượng đủ tốt, có cái tác dụng để mà chống ẩm được. Ví dụ như có thể nó không bị ảnh hưởng bởi cái điều kiện bên ngoài nhiều, như là
là môi trường nóng quá, lạnh quá, ẩm quá cũng dẫn đến cái ngọn gậy nó bằng gỗ, nó có thể dẫn đến cái độ co ngót của nhà, hoặc là nóng quá nó làm cho cái ngọn gậy của mình nó dễ bị cong đi. Thì tốt nhất là nên mua một cái bao đủ tốt để dùng, để bảo dưỡng cơ cho, bảo quản cơ cho tốt. Có những cái bạn rất hay có cái thói quen để cơ trong cái cốp xe ô tô. Cái điều đấy thì rất nguy hiểm. Vì khi nhiệt độ nóng quá thì sẽ làm cho cái ngọn cơ của mình bằng gỗ và nó rất dễ bị cong. Tỷ số hiện giờ đang là 5-2 cho Nguyễn Thành Nam rồi. Vâng, tránh để cơ trong cốp ô tô bạn nhé. Tránh để ô tô, ngọn cơ hoặc là cơ, kể cả là bạn có để trong bao tốt mà nó bị nóng quá nó cũng rất dễ là bị cong. Xin chào bạn Cường Phạm. Anh Nam vội về. Việt Dũng thôi nhỉ. Chào chú Hải Quân, vợ chặt thì bảo quản kiểu gì? Vụ này hơi khoai. Chắc anh em nào trong 500 anh em có cao kiến gì thì tư vấn giúp cho chú Hải Quân với nhỉ. Chắc là sẽ mua, ngoài cái chuyện mua cây mới ra thì hãy mua một cái cây mới cực kỳ đắt, để cho vợ hiểu rằng nếu mà chặt cây này thì sẽ đầu tư cây khác đắt hơn. Đánh trực tiếp vào kinh tế. Luận Việt Đen, Việt Đen. 7.1. Dương Hoàng, Huy Đen thì chắc là còn khoảng 2 tiếng nữa thì mới đánh tiếp. Huy Đen còn một trận nữa thôi. Một trận nữa thì có thể là Trần Đỉnh, Tô Phương.
Ngô Tiến Đức hoặc là Nguyễn Thành Nam. Xin chào VIP Gia Phạm. Tập trung vào lấy máy bay đi em. À, một phi công trẻ lái được tất cả các loại máy bay, kể cả là rất nhiều tuổi. Có bao giờ vừa ngồi trên máy bay mà vừa xem clip không hả Sơn? À, Gia Phạm. Xin chào Hồ Ninh. Hồ Ninh tập trung vào làm răng đi em. Nam Phạm có hỏi cây TA3. Cây TA3 của anh Nam đánh rất nhiều năm. Anh ấy đã từng bán đi, sau đó lại phải mua về để mà chơi, vì không thể được quen được các cái cơ khác, kể cả exit. Vừa cưỡi máy bay mà vừa xem clip thì chắc là phê lắm nhỉ Gia Phạm nhỉ. Hà Công Tử. Có, hiện giờ ngoài shop mình đang có vài cây EC7 cũ. Kèo này là 8.2. Và tỷ số hiện giờ đang là 6-2 cho Nguyễn Thành Nam rồi. Tinh tế. Ừ.
Một cú kéo ba băng. Rồi con sáu lỗ tiếp bên này. Hay là một cú đẩy một băng. Tôi nhìn thấy anh đặt kéo tam băng rồi. Hơi nhẹ. Một cú bi nên dư mạnh hơn là nên dư nhẹ. Kenny Hoàng, đúng rồi, nhìn cũng giống phết. Một cú điều mượn mo. Thiện Lương ngày mai 9 giờ có mặt em nhá. Chung nó rắn lắm cho nên là 15 phút là nó xử thua. Tỷ số là 7-2 cho Nguyễn Thành Nam. Bật, bật anh Sơn ơi, bật. Cầu thủ Trần Đình khởi động ở bàn thua số 6. Cầu thủ Trần Đình khởi động ở bàn thua số 6. Trần Đình là vai. Tô Phương, Tô Phương đến nhá. Cơ hội cho Bờm Bé. Cả nhà cùng cổ vũ cho Bờm Bé nào. Hiếu Trung Đào có hỏi Huy Black có vào vòng trong không? Huy Black thì còn một trận nữa. Một trận nữa thì nhiều khả năng là Quang Huy sẽ gặp Thành Nam ở trận tranh vào 1-3-2. Trăm mấy. Lon qua 59. Lon qua lấy má ngoài. Rồi, đẹp nhất rồi. Lê Gia Huy ở trong cái giải này thì là phá luân phiên. Một cú rút một băng về phía con 6. Lòn qua con 6 thì tốt. Lấy mã dưới con 4. Ô, nhìn thấy không? Wow, một cú hãm lực rất là tuyệt vời. Xin chào anh Tạ Quốc Tuấn, anh đang ở phương trời nào đấy? Về anh em gặp nhau bàn công chuyện cái nhá. Hiếu Trung Đào, hy vọng là một lát nữa sẽ có cái trận đấu giữa cơ thủ Quang Huy và cơ thủ Nguyễn Thành Nam. Trận chung kết đầu tiên cho trận gặp nhau giữa hai cơ thủ chuyên nghiệp đầu tiên trong ngày hôm nay. Còn ngày mai thì cực kỳ là nhiều trận. Hoàng Sao, Nguyễn Bá Mạnh, Nguyễn Hoàng Phong, Sơn Nghệ An, Minh Tài và An Nhiệt, Kiên Xếu và Nguyễn Việt Cường. Rất nhiều. Lường Đức Thiện gặp Tô Hưng.
chỉ còn 3 bin nữa thôi. Trên bàn thi đấu số 6, cầu thủ Quốc Khánh và cầu thủ Phạm Anh Minh. Vệ sinh bàn số 6 xong. Trên bàn thi đấu số 10, cầu thủ Vũ Hà gặp cầu thủ Trọng Quý. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 7-2 nguyền về Nguyễn Thành Nam. 8-2. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những trận tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.